Vâng, xin chào tất cả quý vị, các cô chú chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Yes Time TV. Cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rồi, liên quan đến câu chuyện ở Tiền Phúng Điếu, đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Thời điểm hiện tại thì có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Nhưng đặc biệt là mọi người quan tâm nhất là những cái vòng vàng, huy chương vàng cũng như là những con kỳ hiêu, kỳ lân của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mình thì không biết chính xác thì nó là kỳ lân, kỳ hiêu như thế nào. Thế nhưng mà trong những cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng đã thấy bản thân Hồng Loan trước kia cũng nói rằng là đến em bây giờ thật sự là em cũng không biết là những cái tài sản đó giờ nó đang nằm ở đâu. Bản thân Hồng Loan thì cũng đã nói rất rõ về vấn đề này. Bản thân mình cũng đã từng nghe trực tiếp cùng Loan và Hồng Ni. Nhưng mà cái mà quan trọng mà chúng ta thấy ở đây là ở trong cái câu chuyện mà lấy đi cái tài sản của người đã khuất ăn trên cái thân xác của người ra đi thì nó sẽ là một cái nghiệp báo rất lớn đối với tất cả mọi người, tất cả những cái kẻ mà mang danh là yêu quý của nghệ sĩ Vũ Linh. Bởi vì chúng ta khẳng định một điều, đến thời điểm hiện tại tuy Hồng Loan không trình báo cái việc này đối với cơ quan chức năng, Hồng Loan không biết là cái con kỳ hiêu kỳ lân nó nằm ở đâu trong tay ai, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng là đây là những cái tài sản liên quan đến cố nghệ sĩ Vũ Linh, và chắc chắn là chỉ có những người thân quen mới 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 lấy những con kỳ lân, con kỳ hiêu này thôi đó. Và có những cái sản phẩm, có những cái vấn đề ở đây là nghe, nhưng mà những người trong cuộc đôi khi họ cũng đã từng chia sẻ rằng là có những cái sản phẩm bản thân họ đã được nhìn và được thấy tận mắt, chứng kiến tận mắt, và có con kỳ hiêu thì đang nghi rằng là cô cháu gái lấy, và cũng có một con thì là tặng cho nghệ sĩ Hoài Linh. Hoài Linh thì mình không ấn tượng, nhưng mà mình cũng phải nhắc đến đây bởi vì cố nghệ sĩ Vũ Linh, trong câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhà cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà cái vấn đề đó thì chúng ta mới thấy rằng là thế những cái tài sản đó bây giờ đang nghi rằng là ở trong tay người này, trong tay người kia, đúng không ạ? Trong tay cô cháu gái hoặc là trong tay soạn giả. Bây giờ chúng ta chưa biết được chính xác bao nhiêu. Trên hình ảnh cô chú anh chị và các bạn thì là trên tay của phía sau cái vòng tròn đấy là ở nhà cô cháu gái. Nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định được đấy là 100% của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng một điều mà chúng ta có thể liên tưởng là nó có liên quan đến câu chuyện. Nếu như chúng ta có đưa ra những cái giả thuyết, chúng ta phân tích, chúng ta cũng không khẳng định 100%, bởi vì đôi khi nó cũng là cái hình ảnh mà chính do những người trong cuộc, đặc biệt là phía cô cháu gái này đang tự tung ra để gài các anh em YouTube. Mà nếu chúng ta vạ miệng thì chúng ta có thể dính dáng đến pháp luật. Đây là cái điều mà mình muốn nói rất là rõ ràng. Nó có thể là những cái mưu hèn kế bẩn nào đó, đúng không ạ? Còn đối với câu chuyện, nếu như cái câu chuyện này nó đang nằm ở đâu, ở đây, thì biết đâu đó Hồng Loan có thể nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, đúng không ạ? Tìm hiểu và làm rõ những vấn đề này để khiến cho những người trong cuộc, đặc biệt là ai đang giữ kỳ hiêu kỳ lân của cố nghệ sĩ Vũ Linh, họ sẽ phải trả giá cho cái việc làm của mình, đúng không? Họ sẽ phải trả giá cho việc làm của mình, cho dù như thế nào đi chăng nữa. Đó chính là cái vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm, tất cả mọi người đều muốn biết, và hy vọng là Hồng Loan sẽ làm những vấn đề này, bởi vì đó là cái danh dự cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đây là cái điều mà bản thân mình cũng hy vọng, nhờ cô chú anh chị và các bạn, bản thân mình cũng hy vọng là như vậy, để cho những ai lấy cái di vật của cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ phải trả giá trước cơ quan chức năng. Điều đó là một cái điều rất là rõ ràng. Đây là cái câu chuyện không thể bàn cãi, không thể chối cãi được, đúng không ạ? Để cho những cái kẻ tung tin bịa đặt tấn công Hồng Loan trong cái thời gian phải ra cơ quan chức năng. Và hôm nay thì nghe như là nhà báo Bình Hưng Hòa đã được cơ quan chức năng gọi lên làm việc, và phía chị Ni cũng xác nhận là như vậy. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng là cái sự gian xảo của cái nhà báo Bình Hưng Hòa này rất là gớm. Mới đây nhất thì cô ta lại viết một cái bài viết như thế này: bớt lươn lẹo xảo trá, người lớn hết rồi thì nói chuyện như người lớn đi, đừng giở trò xảo ngôn của trẻ danh. Xin hỏi bản chất con người thể hiện rõ nhất, đúng nhất là khi nào? Có phải là khi khó khăn, vất vả, cần sự hy sinh về tiền bạc, công sức, phải chịu nguy cơ mất mát, thiệt hại, thiệt thòi về tiền bạc, phải chịu vất vả, cực khổ lâu dài hay không? Úi dồi ôi, nghe đọc cái bài báo, cái bài viết của Bình Hưng Hòa mà thấy chối nõ thật, nhưng mà vẫn phải đọc để cô chú chị và các bạn thấy cái sự ngu dốt. Những cái thứ này chắc là bị loạn thần rồi, đúng không? Loạn rồi, ngáo rồi. Vậy lúc cần phải chịu nguy cơ về tiền bạc, cần phải đi vay mượn tiền lo hậu sự cho cha, cô con gái nói cái gì mà coi như không có duyên thì thôi, thờ ơ bỏ mặc cô cháu đi mượn tiền,
đi coi đất mùa huyệt cũng không thèm đi, lo đám, lo đi đám gì đó. Thương hay không bản chất là ở chỗ này nè, thương hay không là cư xử khuất mặt, khuất mày, cha chưa về nè, chứ không phải là cư xử lấy lòng trước mặt. Mình thấy rằng là chắc là cũng đớp nhiều rồi đây ha, chắc cũng được nhiều rồi đây, cho nên là lên viết bài nhắm về phía Hồng Loan rất là cớm. Cô ta lại còn viết như thế này nữa: thương hay không là do bản chất khổ cực chăm sóc, đêm ngày khi cha cô đau ốm, có cận kề chăm sóc lâu dài không, có đêm hôm vất vả bóp chân tay, có ngày cơm mưng nước rót, coi sóc miếng ăn viên thuốc, vệ sinh thay tã lau rửa. Ui rồi, tôi mới thấy là đúng là nó ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, cho nên là lên cơ quan chức năng là phải rồi, lên cơ quan chức năng là phải rồi. Sau này mà cơ quan chức năng họ điều tra, họ xác nhận đúng là đây là cô mà nói viết những cái bài này về Hồng Loan thì cô còn đi xa hơn, chứ đừng ở đó mà ngạo nghễ, vẫn còn tự hào tự đắc lắm, vẫn còn tự hào tự đắc lắm mọi người. Cho nên là mình nghĩ rằng là những cái con người, những cái nhà báo Bình Hưng Hòa này thì mình nghĩ rằng là cơ quan chức năng nên vào cuộc và đưa cô này đi sớm đi cho được việc. Bởi vì chúng ta cũng phải hiểu rằng là phía Hồng Loan cũng đã đưa đơn tố giác tội phạm đối với cô này, và có rất nhiều đơn gửi đi các nơi. Cho dù là cô ta hôm nay có lên làm việc với cơ quan chức năng thì chúng ta cũng hãy nhớ rằng là bản thân cô này, cô ấy có một cái giống như là một cái bệnh ảo tưởng, giống như là cái cách mà cô này cô ấy viết bài, cô ấy quy chụp cho người khác quen rồi hay sao á. Cho nên là ở đó thì cô chỉ nhìn được cái xấu của người khác thôi, mà những cái xấu đó thì không phải là cái xấu mà do chúng ta xác nhận, mà cái xấu này là do người khác đưa cho cô ta viết. Chứ cô ta làm gì biết Hồng Loan như thế nào, cô ta đã gặp Hồng Loan bao giờ đâu, cũng chưa bao giờ xác nhận cái thông tin từ phía Hồng Loan cả. Cho nên là có lẽ là cô chú anh chị và các bạn cũng nhìn nhận ở đây để chúng ta đánh giá bản chất thật sự của những cái con người này. Và nếu như mà cơ quan chức năng mà điều tra mà làm rõ thì mình nghĩ là cái câu chuyện con Kỳ Hiêu Kỳ Lân vòng vàng của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì không chỉ một mình cô cháu gái hay là bản thân Nga Ngố đâu, mà sẽ còn nhiều người có thể dính dáng là liên đới, rồi sau đó thì liên đới luôn tới Bình Hưng Hòa và đi luôn một ổ luôn nha cô chú chị và các bạn, cho đi cả ổ luôn cho nó chừa, đi cả ổ đi để xã hội người ta yên ổn. Chứ không các cô cứ ở đây các cô nói những cái câu chuyện mà nghe nó ngược đời, nghe nó như trên trời ấy, đó nghe nó không đâu vào đâu cả, và không biết là họ dựa vào cái cơ sở nào để họ kết luận những cái điều này đối với Hồng Loan, đối với chị Ni đấy. Rồi thông tin mà cô ta đưa ra thì chúng ta chưa thấy chính xác ở đâu cả, nhưng mà mọi người ta đặt ra cái nghi vấn thì không trả lời được, thậm chí là cũng không dám trả lời cư dân mạng đấy, không dám trả lời cư dân mạng, cho nên là người ta mới nói xoáy mình là ăn cắp ăn trộm. Cũng phải thôi, mình không ăn cắp ăn trộm thì mình đưa ra những cái lời nói, đưa ra cái sự thanh minh để cho cộng đồng người ta được biết, đúng không ạ? Nói đến đây chúng ta mới thấy rằng là những bản chất của những cái con người này nó được thể hiện ngay từ những cái khâu này rồi. Thôi nhưng mà nói đến đây thôi, mình hy vọng là bản thân Hồng Loan sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ những vấn đề này, xem con Kỳ Lân Kỳ Hiêu cũng như là vòng vàng, huy chương vàng của cố nghệ sĩ Vũ Linh đang ở đâu, và điều tra cũng làm rõ luôn đối với nhà báo bẩn này để cho cô ta bớt đi cái sự xuyên tạc bịa đặt nhắm về Hồng Loan nha cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe bình an. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị, các cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Chúc mọi người sức khỏe bình an. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ nhé. Cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn.